Mua hôm qua bằng mấy miếng thịt vịt. À, thịt vịt kho. Ừ. Còn được 3 miếng. Ừ. Ba. Mình thì cuộc sống thì ai cũng phải sống đúng không ba? Ừ. Không có bạn thì nó buồn, có bạn thì tâm sự nó đỡ hơn tí xíu. Ừ. Không. Dáng ổng thì mình cũng nhớ cái hồi đó là cái kỷ niệm ổng là cái bự như nước đó, ổng xuống ổng đậu ghe đó. Rồi bắt đầu thấy ổng xuống rồi đầu bơm ghe qua hai anh em nhậu gì đó. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía bên đây là một cái căn nhà nhỏ của ông ba sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cắt cho ông ba có một chỗ nương náu đó, cô bác quý anh chị. À, trong cái quá trình mà Bùi Hồ đi về lại Cà Mau á, thì Bùi Hồ sẽ ghé thăm ông ba cũng như chia sẻ về cái đoạn clip cuộc sống của ông ba hiện tại sống trong nhà này như thế nào ha. Mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vô trong với Bùi Hồ ha. Cái ngôi nhà này đó thì cũng nhỏ gọn và đủ để một mình ông ba có thể ở và tá túc ngay tại này. Mà được đằng sau á có cái ghe nữa kìa, nên là nữ là ăn uống sinh hoạt ở đằng sau nó cũng tiện. Bây giờ mình Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Cũng đến đây là lúc ông ba cũng đang ăn cơm trưa mới vừa xong với cô bác quý anh chị. Đây. Ồ, ông ba đi hái rau muống luôn hả? Đi lượm cái chai vậy. Rau muống này là rau muống đồng, rau hay còn gọi là rau muống đỏ đó. Rau muống này ngon lắm. Rau muống này mà bóp gỏi ăn là hết sảy luôn. Ôi, cái tối ngủ đây luôn hay ông ba? Ban ngày ở cái ghe, tối thì nó chết. Ban ngày ở ghe? Không. Mặc áo vô đây gài nút lại đi ông ba. Ừ. Ăn cơm gì hả? Ăn cơm với cá mà. Trang nước dừa à? Cái gì? Cá mà trang nước dừa là sao? Không, cơm á. Dạ, dạ. Tại quen rồi. Ăn nước dừa đủ quen rồi. Cơm trang nước dừa ha? Ừ. Nay mới đi lượm như chai vậy hả? Đi mới được bây giờ mới ăn cơm sáng rồi. Lượm mới về? Ừ. Lượm được nhiều không? Ở trời, nó chống đụng như đó. Cái bao này là lượm mấy ngày rồi? Gần tuần rồi đó. Gần tuần đó hả? Ừ. Còn bên kia là gì không ba? Nó đủ cho quýnh bì đã sắt nè. Cái này cũng sắt nè. Dạ. Ê, cái này sắt chứ. Dạ. Cái này sắt, cái này ở dưới sông mà làm gì có sắt. Sắt mà ở trên bờ không? Còn mấy này, mấy chai này trên nổi, bỏ về sắt. Dạ. Còn này cái bóng đèn nè. À, xài được không? Bán nhiêu? Ký hình như 4.000 kìa. Được mấy bóng đèn rồi? Cũng nhiều quá. Đâu? Nè. Cũng nhiều bóng đèn ha. Này là bên đây sắt. Bên sắt. Những cái lò bếp ga, lon ga mini á. Bên này. Bên đó cũng sắt luôn. Bà sắt này cũng nặng ha. Cái này là chì đồ đó. Ừ. Dây chì đồ á. Nè. Dạ, nặng lắm. Trời. Vậy là trúng mánh rồi. Lâu lắm à. Lâu lắm là nhiêu? Cũng như là trên 2 lá. Mình cắt chút chút á. Rồi mình để lâu bán lần đi đừng nhiều tiền. Lần bán được nhiêu không ba? Cũng 200-300. 200-300. Ừ. Mà bao lâu mới bán một lần? Cái này cũng trên tháng rồi. Trên tháng mới có được nhiều. Bữa nay mà đính bắt cua rồi, phải tôi bắt cua chắc thì cũng chưa về đâu. Bắt cua hả? Ừ. Có cây thọt không? Bào tay. Bào tay nó kẹp sao? Cái bào tay rồi đó. Không có bào tay nó kẹp chết luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Mà có bào tay nó còn kẹp một cái rồi nó không ngã. Trời ơi. Nó kẹp là nhức lắm á. Ừ. Đau lắm. Ai cho vừa không ba vậy? Mua hả? Ừ. Mua để dành ốp? Mua để dành ăn cơm. À, ăn cơm trang nước dừa hả? Ừ. Nước dừa ăn với gì? Nước dừa ăn với cá hả? Cá kho hay sao? Ăn với cá kho. Cá kho. Ông ba thích ăn cơm với nước dừa hả? Trang vô cơm ăn hả? Trang vô cơm ăn.
sao không nấu canh mà ăn với nước dừa? Nấu canh tôi bỏ hoài à. Cũng dạng nó không thích, mà thích nước dừa hơn canh nhiều. Thích nước dừa nhiều hơn? Thích nước dừa nhiều hơn. Đâu, hôm nay ăn cơm gì đâu? Rồi nè, mua hôm qua bà mấy miếng thịt vịt. Thịt vịt kho. Còn được 3 miếng. Cái gì? Còn mấy cá này, đi cuộn. Cá gô với cá lóc. Cá gô, cá lóc. Kho luôn. Đứng ra để dưới có nghĩa là cái này ông ba biến thành cái nơi nghỉ trưa với lại không gian bếp. Đúng không? Nấu chảnh bưng xuống đây. Ăn cơm dưới này luôn. Ăn cơm này cái nấu ở dưới này hay chảnh? Nấu chảnh. Nấu chảnh ha. Nấu cái này luôn không cần đó. Nấu bếp ga bự trên kia kìa. Nấu chảnh mới bưng xuống này, chín rồi bưng xuống này. Vậy giấc trưa xuống đây nó mới mát. Chiều khoảng chừng 4-5 giờ, 5 giờ mới lên chảnh. Rồi ngủ ở bữa tối thì ngủ đó, còn trưa ngủ trưa dưới này. Tối thì ngủ chảnh, chắc trưa ngủ cái này. Rồi tắm rửa sao? Mình tắm với sông. Tắm với sông. Còn ăn uống thì mấy thùng này là nước mưa không à? Nước mưa hả? Thùng này là nước mưa. Tự mình hứng lại. Mà ông ba có nước cây mà. Nước cây nó đóng rồi kìa. Đằng đó nó đóng banh hết trời ơi. Ủa sao vậy? Nó dạng hôm đó nó xà lan đem lại đó. Rồi đóng rồi cọc dừa, cọc cái cục điện đó. Banh luôn. Banh luôn? Ừ. Rồi nghỉ xài luôn? Nghỉ xài luôn rồi. Cỡ tháng mấy nay đâu có xài nữa. Mày xài nước cây đi, tắm rửa cho sạch sẽ. Nước ở dưới sông này bây giờ thuốc sâu xả rồi nhiều, cũng nhiều lắm. Nên là nữ sẽ dễ bị dị ứng da. Bây giờ cái nước nó vậy đó rồi, banh trơn rồi mình sao làm? Nói với người ta làm lại giùm. Trời ơi, nó mướn rồi, nó dông đi đâu cái trơn hết trơn rồi. Hả? Nó mướn thời gian đó, rồi nó rút vừa nào đâu cũng chẳng hay luôn. Sáng nay lượm được nhiều không? Cũng... nó dông đi trung bình rồi chắc 20 kg, 30 kg rồi à. Không được nhiều, vớt xong nó đâu có mà chai nhiều đâu. Vớt mấy tiếng không bà? Đi hơn tiếng mà sáng giờ cũng đứt 2-3 chập luôn. Ngậu vậy đó, ngậu vậy mà ăn xuồng bụ đây đà. Đâu xuồng đâu? Đó. Đâu? Xuồng nhỏ này cái gì? Cái xuồng tao mua cho đó. Dạ. Cái mà... Vớt được nhiêu hả? Hả? Vớt rồi sáng vớt được nhiêu hả? Có này lỗ này mới rồi. Còn miếng đó hả? Còn đó mới đó. Cũng được. Chuối này là sao? Chuối mua. Nhiêu nãy? Một nãy 5.000, ba nãy 15.000. Thiếu hả? Mua chịu? Mua trả tiền mặt. Trả tiền mặt? Không chịu. Mua thiếu, phía trước trả sau. Còn cái này, bụng nãy gì? Cái đó là của bằng mấy đứa cháu, nó đầm cây đó, rồi nó mua cá, vô dâm nhỏ nhỏ là 2 bông tay đó. Về cái... rộng có nữa có, mà không có ăn đó. Bắt lên ăn. Nuôi cũng lâu à. Con tưởng là ông ba nuôi chứ. Của người ta chứ đâu có nuôi. Cũng như mẹ nó nuôi rồi mượn ở đây có chừng đi cho ăn giùm chứ. Có mấy đứa làm cây ra. Mua cây rồi nhỏ nhỏ nó khí 40-50 gì đó. Đây qua đây đi ông ba cho mọi người thấy sức khỏe sao rồi. Hồi sớm ăn được mấy chén cơm? Cũng được hai chén. Có hai chén rồi. Hai chén cơm. Rồi còn tiền bạc gì sai không? Mà tiền bạc lúc đó em hẹp quá, kém quá. Kém quá hả? Kém là sao? Cũng như là mua gửi gắm tay rồi hôm trước thời gian mua đồ đạc đó, bây giờ cũng đâu còn như đâu, còn có mấy triệu là hết rồi. Mấy triệu mà kém vậy? Cũng gửi người ta đó chứ, rồi mình đây bây giờ không giấc cho chai nữa. Thấy vậy là cũng được rồi. Mấy triệu là xài dư sức luôn. Giờ bệnh cũ còn không? Cũng còn. Còn hả? Nhiều không? Nó lợi ít rồi. Ít ha. Có nhậu nhẹt gì không? Nãy uống đâu được 2 ly, 3 ly. Hình như được 3 ly. Ba ly. Nghỉ rồi. Sao vậy?
Chắc vừa uống cái nó còn nắng nóng quá trời đó, cái phần tôi mà cái nó cần kinh đó đầu giá không nhiều, hai ly ba ly à, đợi nghỉ rồi cũng như lâm dạng mà ghen đó. Ít vụ uống mấy ngày? Có 4-5 ngày đó. Ví dụ như tiền không ba? 15 ngàn thì cũng được, ngày 5 ngàn uống cho vui vui dễ ngủ thôi. Ừ. Chứ đừng uống xỉn luôn. Ờ đâu xỉn đâu, không có xỉn đâu, uống hôm nãy rồi có 3 ly đó. Chỉ là vừa ăn cơm vừa uống rồi là nghỉ đó. Rồi hổng ngày là bà ba có ghé chưa? Bà ba phải tự nó có bà nào đâu. Hả? Ở trong tao hoài cứ quen bà đó đó. Ủa vậy là chưa có bà ba? Chưa. Chưa có bà ba bà tư nào chứ. Hổng ngày nghe cuộc sống của ông Tư sao không? Ông ba. Ừ. À. Bấm mà. Bấm ba em kia sao? Cảm ơn rồi. Dạ. Vậy em cái giờ cảm ơn sao mà chú điện anh Tư làm gì mà không bắt máy. Nói trời ơi trai con không giận không biết cũng không chất đồ nghe ông đốt nghe rồi. Trời. Ông nội ơi. Bà nói cha thiệt con nói thiệt chứ con đâu dám cho ba chuyện đó. Ông chất đồ ông đốt nghe rồi cháy hết đâu. Nói vừa phát hiện con gặp lửa rồi. Chị Hường hả? Ừ. Hường thông báo với lại ông ba. Ừ. Hình như tôi điện là ổng không bấm máy. Ông Tư bây giờ điện, ai điện cũng không bấm máy nữa. Ừ, nói chung không ai bấm máy chứ. Mà rồi điện không bấm máy, bạn mình điện không bấm máy buồn không? Cũng buồn làm gì. Rồi hồi đó đi, nói bạn chí cốt, rồi tình thâm, rồi bây giờ bạn gì không buồn? Ừ, hồi đó em dịp chảnh rồi anh ở dưới đây á. Rồi em có điện hỏi thăm thì bắt được tội nghe ông nội. Nói anh nghe. Cũng sao hôm nay cái ổng đồng ý rồi. Mình điện ổng không mà nghe chứ. Mà mình thì cuộc sống thì ai cũng phải sống đúng không ba? Ừ. Không có bạn thì nó buồn, có bạn thì tâm sự nó đỡ hơn tí xíu. Ừ. Không. Vắn ổng thì mình cũng nhớ. Em nhớ cái hồi đó là cái kỷ niệm ổng là cái bự như nước đó. Ổng xuống ổng đậu qua ghe đó. Rồi bắt đầu thấy ông xuống rồi bơm ghe qua, hai anh em nhậu, gì đó. Bây giờ dặn ông Tư mà, ví dụ lỡ ông Tư có về đây rồi, hai anh em mà chờ lại không? Cũng bình thường, nó đâu có đâu. Thì dặn chút qua, chứ để trong lòng ha. Chứ ai mà hồi sức rồi mà để trong bụng. Giận dây lát thôi, chứ đâu có giận hoài. Rồi cái ga đô còn sử dụng được không? Còn. Được hả? Ừ. Bền không? Nó không giàu, ra vô nó thuộc là vỗ à, vỗ bóp bóp, nó hát không vỗ không bóp. Không hát vỗ cái bóp. Là ngồi vỗ hả? Không hát vỗ cái nó hát. Ừ. Kỳ trời, con lấy ngồi trước cho phơ pin nhiều quá hả? Ừ. Thôi ra nó mới mà nó hát lớn rồi mấy cái giọng nó hết pin đó. Rồi mấy cục pin đó, một hai cục pin sử dụng mấy ngày mới hết? Cái này cơ còn bắt vừa ngày đêm luôn rồi cũng 3-4-5 ngày mới hết, mới hết cục. Mua rồi mua hơi là 6 cục vậy đó. Ngủ im ấm không? Ngủ cũng ấm lắm. Có mưa gì có tạt không ba? Mưa nó tạt đây nè. Tạt đây cái mình đóng cửa sau rồi nó dạng mà ở cái ghe nè. Chứ không có ghe nó tạt vô ướt đâu luôn. Chiếc ghe này nó chịu tiếp ha. Đúng rồi. Nhờ ghe nó chịu tiếp nè. Cái mặt ngại đó thì ông ba kiếm cái miếng gì che, ví dụ không mưa á. Mặt ngại ở cửa mình lấy gió mà. Ừ. Trời quá trời. Ba. Sao này gì nè. Tôi tính rồi. Cái miếng ghe đô á. Lại mua một dây khác mình căng thẳng lên, cao lên nữa. Cái đó đã vậy để dùng mở cái tháng 9 mưa ở đây nó mưa trở về một cái là ở vậy trời đập lập đông quá mưa cũng gì đó tạt cho bữa ra luôn. Rồi bây giờ thông báo tình hình sức khỏe hiện tại rồi cuộc sống rồi cho cô bác với anh chị biết đừng mừng thôi. Dạ. Sống mình nhưng mà thông báo cho cô bác với anh chị biết đừng mừng luôn. Đừng mừng luôn không? Thì bây giờ tôi sống đáp đổi qua ngày cũng như là đi lượm cho trai đó. Thì đâu bán lần cũng được 200-300 ngàn. Thì trong ngoài 200. Chứ không mà nhiều lắm là
cũng như gom gom đó là có chứ. Này thấy bao sắc đó là thấy lậm hết ba bốn trăm rồi. Ở cái bao đây nè, bao đây nó bè bè cũng gần ký 6 ngàn, 20 ký, 50 ký. Có bao này chắc cũng có ba bao này là cũng gần 30 ký. Tôi xách lên mà không nổi mà. 200 ngàn. Vậy là ngon rồi. Vậy là bây giờ đây, tôi ở công không có làm gì hết á. Làm chuyện nặng thì tôi làm không được. Chỉ tôi đi cái nghề rớt cái chai thôi. Lâu lâu cái tôi bán một lần được 200-300, 100-200 không từng. Đó. Mình hạ tiện tặng cái ăn uống nữa đó. Trong thời gian mà tiền bạc nó kém thì mình nhính nhúng chút sống cũng được. Ừ, đánh đổ qua ngày. Lúc trước thì không có nhà cửa thì mưa gió, còn bây giờ thì cũng ổn rồi. Bây giờ ổn định rồi, không có sợ chìm ghe giống như lúc trước nữa. Bây giờ là mình cũng có nhà cửa ở rồi, mình hết sợ mình ăn giờ ở đậu ai chơi lắm. Bây giờ yên tâm rồi, ngủ có chỗ mới có nơi đâu đó đồng hoàng. Ông ba có mua lại cái dầm để bơ đi vớt chưa? Chưa nữa. Chưa nữa hả? Bơ bẩn gì? Đây nè. Vớt cái miếng cây này nè. Miếng cây bơ hả? Ừ. Đó. Miếng dán dẹp. Ừ. Có miếng đó em nhờ cái miếng đi hả? À, lụm được miếng đó cũng rồi mình nhận miếng đó mới bơ chứ không có miếng đó chứ rồi đậu. Vớt được có nhiêu đó không bà? Ở dưới rồi thì mới nữa. Vòng vòng chắc cũng được 30 ký à. Cái dầm 50-60 ngàn gì à, mua một cây đi. Thôi tốn tiền nữa. Bơ vớt cho nhanh, nhiều khi cái chai bự nó bắt trâu quá, mình bơ theo không kịp rồi sao không ra. Bởi vì cái cây này bơ hút rồi, quay trở lại nó lâu rồi đó. Phải mình phải chịu chứ sao, đem nhờ cái mà miếng dầm này nè. Bây giờ mua cây dầm á, rồi bơ vớt cho nhiều, rồi trồng lại hầm căng rồi cứ vợ. Sao? Hả? Vớt cho nhiều trồng lại hầm găng cưới vợ. Hả? Sao cười? Tiền bạc rồi chồng tại con yêu cầu mình lo cuộc sống mình được rồi. Dạ cả hả? Ừ. Đi đây là nắng. Rồi thôi. Hôm nay thì con ghé thăm ông ba. Chạy ngang đây nè. Gặp ông ba sống cái cuộc sống dân dã bình dân ở tuổi già như thế này cũng vui. Cũng lấy cái lao động làm niềm vui thì có nhiều sống nhiều, có nhiều thì mình sống ăn hơi sang tí xíu, có ít thì mình sẽ sống dân dã, buôn con cá thì cũng qua ngày. Quan trọng là sức khỏe tốt là ổn định, có chỗ ăn chỗ ở là được rồi. Đúng rồi. Thì hôm nay con có ghé đây thì cũng xin chúc ông ba sức khỏe ha. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, vui vẻ giống vậy hoài. Lâu lâu cập nhật tình hình ông ba cho cô bác của anh chị biết được luôn, để cho mọi người cô bác anh chị giúp đỡ cũng mừng. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị cũng như tất cả các mạnh thường quân đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha. Xin chào.